Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 141. Bản tin do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội sản xuất. Mở đầu bản tin như thường lệ là những tin tức về an ninh trật tự xã hội đáng chú ý trong phần nhật ký 141. Sáng ngày 28 tháng 12 tại Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp phòng kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm Việt Nam. Sau khi cơ quan công an đọc lệnh khám xét, một số nhân viên giữ tài liệu đang vắng mặt đã được triệu tập đến để tiến hành kiểm tra. Lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ Công an cũng đã phối hợp kiểm tra các máy tính chung của phòng có chứa dữ liệu về hình ảnh các trạm đăng kiểm, các máy tính cá nhân có dữ liệu điện tử để phục vụ công tác điều tra. Đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 37 đối tượng để điều tra về các hành vi môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Đồng thời tiếp tục mở rộng khám xét tại phòng kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm Việt Nam và triệu tập các đối tượng có liên quan để củng cố chứng cứ, mở rộng truy xét, làm rõ toàn bộ hành vi sai phạm. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố phối hợp với Công an huyện Gia Lâm vừa tổ chức tập huấn và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công ty trách nhiệm hữu hạn điện Stanley Việt Nam tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. Tình huống giả định đặt ra, trong khi nhà máy đang tiến hành sản xuất thì xảy ra cháy tại khu vực kho chứa hàng thành phẩm thuộc xưởng 4, nhà máy 1, Công ty điện Stanley Việt Nam. Đám cháy phát triển nhanh, lây lan sang khu vực xung quanh. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã hướng dẫn công nhân thoát nạn ra ngoài. Nhận tin báo từ Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114, Công an huyện Gia Lâm đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện tới hiện trường, phối hợp tổ chức triển khai đội hình, phương án chữa cháy và đã khống chế được đám cháy, không để xảy ra thiệt hại về người. Thông qua diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng điều hành tác chiến xử lý tình huống thực tế đối với tình huống cháy nổ cụ thể của các đơn vị và lực lượng phòng cháy chữa cháy, góp phần nâng cao tinh thần chủ động phòng ngừa, tích cực chữa cháy. Sáng nay 28 tháng 12, Công an quận Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023. Trong năm 2022, quán triệt thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận, Công an quận Cầu Giấy đã triển khai có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 83%, nhiều ổ nhóm tội phạm bị triệt xóa, công tác đấu tranh đối với các loại tội phạm như kinh tế, tham nhũng, môi trường, ma túy đạt kết quả cao. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng có chuyển biến tốt, đạt nhiều kết quả tích cực. Trên cơ sở xác định rõ những tồn tại, hạn chế để khắc phục, trong năm 2023, Công an quận Cầu Giấy cũng đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, góp phần kéo giảm tội phạm với phương châm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công quyết liệt các loại tội phạm. Lấy phòng ngừa là chính, kết hợp đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm, không để tội phạm lộng hành gây bức xúc. Tại hội nghị, một số tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của Công an quận Cầu Giấy đã nhận được giấy khen của Giám đốc Công an thành phố. Thưa quý vị, với môi trường mạng xã hội đã từng có trường hợp hàng loạt tài khoản Facebook của người dùng Việt Nam bị tạm khóa, không cho phép đăng bài hoặc tương tác với bạn bè trong nhiều ngày. Thậm chí một số tài khoản còn bị khóa vĩnh viễn do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook. Đằng sau sự việc này, chúng ta một lần nữa phải nhìn nhận lại hành vi ứng xử trên mạng xã hội của người dùng Việt Nam. Đây luôn là một vấn đề nhức nhối khi mà một bộ phận người dùng mạng xã hội tại nước ta vẫn còn thiếu ý thức trách nhiệm khi chia sẻ các nội dung xấu độc gây ra các hệ lụy đáng tiếc. Rõ ràng, mạng thì ảo nhưng hậu quả phải chịu là có thật. Đây không phải lần đầu tiên Facebook, mạng xã hội lớn nhất thế giới thực hiện ra quét nội dung vi phạm đối với người dùng Việt Nam. Mặc dù phía Facebook chưa đưa ra lý do cụ thể, nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân xuất phát từ việc người dùng đã có những hành vi phát tán, chia sẻ clip đồi trụy về trẻ vị thành niên trên nền tảng này. Có thể thấy, các nền tảng xuyên biên giới đã có những động thái mạnh tay để hạn chế và xử lý các hành vi lan truyền nội dung xấu, độc, ảnh hưởng tới cộng đồng. Người dùng vi phạm các cái tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook cũng như là vi phạm các cái tiêu chuẩn cộng đồng phổ quát ấy, thì các cái hành động ngăn chặn của các cái chủ sở hữu nền tảng mạng xã hội ấy là điều nên làm và chúng tôi ủng hộ những hoạt động đó.
Theo các chuyên gia, những nền tảng mạng xã hội toàn cầu như Facebook có tiêu chuẩn cộng đồng rất chặt chẽ như cấm đăng tải, chia sẻ các nội dung liên quan tới bạo lực, ấu dâm, phân biệt chủng tộc, đặc biệt là với trẻ vị thành niên. Người dùng một khi tham gia sân chơi này bắt buộc phải tuân thủ luật chơi. Vừa qua là cái dịp mà có nhiều người đọc tiêu chuẩn cộng đồng nhất của Facebook. Thế nó là cái gì nhỉ? Giống kiểu như chúng ta vào một cái nơi nó có nội quy, chúng ta chả bao giờ quan tâm cả, những lúc bị phạt rồi thì lúc đấy chúng ta mới quan tâm. Đây là một cái việc mà tôi nghĩ rằng là nó còn sẽ xảy ra trong tương lai và là một bài học rất là quan trọng và đáng nhớ với tất cả những người mà tham gia cộng đồng mạng ở Việt Nam. Dù vô tình hay cố ý thì hành vi chia sẻ phát tán các nội dung không lành mạnh gây nguy hại tới cộng đồng là đáng bị lên án, thậm chí còn phải xử lý nghiêm bằng pháp luật để tăng tính răn đe. Đến 20 triệu đồng là đối với những hành vi đang chia sẻ mà là chưa biết rõ các nguồn gốc. Còn trong một số trường hợp nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì xem xét xử lý hình sự, mức xử phạt từ 10 đến 100 triệu đồng và nhẹ nhất thì cũng phải bị xử phạt cải tạo không giam giữ tới 3 năm. Sau sự việc trên, các dịch vụ hỗ trợ tìm lại tài khoản, mở khóa Facebook xuất hiện tràn lan. Nhiều kẻ xấu lợi dụng tình trạng này để trục lợi. Người dùng không những không lấy được tài khoản Facebook mà còn phải đối mặt với những rủi ro đáng tiếc. Thứ nhất là họ sẽ có thể bị đe dọa nè, tống tiền. Thứ hai là họ có thể những cái thông tin nhạy cảm, thông tin danh tính cá nhân của họ sẽ bị rao bán hoặc là sử dụng vào những cái mục đích xấu. Rõ ràng mạng là ảo nhưng hậu quả là thật. Không chỉ mất công, mất tiền mà mất cả danh dự chỉ vì một cú click chuột. Đây chính là bài học đắt giá cho những ai vẫn còn mơ hồ về trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội. Bản tin 141 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.